Xin chào các bác nhé. Nay em lên sóng một chiếc Check 2.1. Xe được mua tại thị trường Nhật và xách tay về Việt Nam. Có giấy tờ mua bán. Giấy tờ mua bán thể hiện là tên của em là người mua. Đây là tên xe, số khung. Và đây là model. Model là Check 2.1. Xe được trang bị khung nhôm càng carbon các bác nhé. Độ mới của xe thì được đánh giá là khoảng tầm trên 99%. Nếu mà nói 100% thì có nghĩ có nó hơi quá. Thế nhưng mà nó phải trên 99%. Bởi vì chiếc xe này là một chiếc xe trưng bày tại một cửa hàng xe đạp tại Nhật. Chiếc xe trưng bày và chưa hề lăn bánh trên đường các bác nhé. Chưa từng lăn bánh. Xe là một xe có size là size 50. Giống ngang là... Giống ngang đo thực tế là 51. Còn giống đứng đo tới khóa cộng yên là 48. Size này thì phù hợp với các bác có chiều cao từ 1m60 cho tới 1m7. Em cũng cứ đo thực tế để cho các bác nắm được cái kích thước khung. Đây là size ngang. Size ngang là 51 này các bác. Size ngang là 51. Size đứng tới khóa cọc yên là 48. Đó. Bác nào mà có chiều cao từ 1m6 cho tới 1m7 thì có nhu cầu thì alo cho em. Và em cũng báo giá luôn ở trong video là xe hiện đang bán mức giá là 24 triệu đồng. 24 triệu các bác đã được sở hữu một chiếc xe thương hiệu của Mỹ, một thương hiệu rất nổi tiếng và là xe chính hãng các bác nhé. Em sẽ cam kết cái nguồn gốc là xe chính hãng 100%. Xe thì được trang bị group set Shimano 105 5007, gồm có 2 tầng đĩa và 10 tầng líp. Em sẽ đi vào chi tiết chiếc xe để cho các bác cùng ngắm nhé. Đây là phần tay lắc bên trái của xe. Đó, các bác nhìn cái độ mới của nó. Em sẽ zoom thật chi tiết để cho các bác xem. Đây là phần tay phanh tay lắc và tay nắm cao su ở bên trái. Các bác có thể nhìn thấy cái phần giấy bóng mà dán ở trên cái tay lắc nó vẫn còn, mà người ta còn chưa có bóc ra này. Đó. Đây là phần dây quấn nó có những cái họa tiết chấm. Từ cái băng dính thì vẫn còn cái logo của Bontrager. Băng dính có logo của Bontrager. Đây là phần ghi đông vô tăng, cũng là của Bontrager các bác nhé. Ghi đông vô tăng Bontrager. Đây là phần tay phanh tay lắc ở phía bên phải xe. Em sẽ quay thật chậm, thật chi tiết để cho các bác ngắm cái độ mới của chiếc xe này. Shimano 105. Đây cái phần giấy bóng các bác nhé. Giấy bóng vẫn còn chưa có bóc. Bác nào mua về thì các bác tự bóc, tự khui hàng. Đây là phần logo đầu xe. Logo có hình cái khiên của Check. Đó. Dây phanh, dây đề. Cũng phanh là phanh, không phải là phanh Shimano 105 mà là cái phanh là phanh theo xe các bác nhé. Phanh của Check các bác ạ. Cũng phanh trước và phanh sau là phanh chính hãng của Check. Nên là nó sẽ không in cái số 105 ở trên phanh. Cam kết luôn với các bác, nó vẫn là phanh chính hãng nhé. Phanh chính hãng của Check các bác nhé. Đó, má phanh vẫn còn nguyên, chưa sử dụng. Đây là phần càng trước bên trái. Nó là càng carbon. Đây là tem cảnh báo này. Cảnh báo sử dụng cái vật liệu carbon. Nó là tiếng Anh, em cũng không rõ nó là cái gì. Đây là vành và lốp. Là vành lốp là của Bontrager. Tất cả các chi tiết, các bộ phận trên xe, từ ghi đông pô tăng, vành, lốp, gọng nước, cọc yên, yên xe, tất cả đều là của Bontrager các bác nhé. Đồng bộ 100%, không lai tạp một chi tiết nào đâu ạ. Vành lốp Bontrager. Các bác nhìn cái độ mới của lốp đây. Đó.
Lốp thì hầu như là chưa lăn bánh nên là nó vẫn còn nguyên. Từ những cái gai lốp ở trên đỉnh lốp nó vẫn còn nguyên đây. Các bác nhìn. Đó. Rất đẹp. Trên này nó có một cái bộ phận đo tốc độ của check thì phải. Cái này nó là cái bộ đếm đo tốc độ của check, nhưng mà chắc có lẽ là nó phải kết hợp với đồng hồ. Một chiếc xe trưng bày cực kỳ đẹp. Đây là khung trên, gióng ngang, màu sơn màu bạc pha trắng và tô thêm màu xanh cực kỳ đẹp. Đây là khung chéo của xe check. Gọng nước là bon charger theo xe các bác nhé. Gọng nước rất đẹp. Tem cảnh báo. Tem chứng nhận nhôm. Nhôm Alpha 200 series. Tem UCI là tem chứng nhận an toàn của Liên đoàn Xe đạp Thế giới. Chứng nhận là an toàn cho cái khung này là đủ điều kiện để tham gia các cuộc đua các bác nhé. Đó, đó ý nghĩa của cái tem UCI này thế. Chứng nhận an toàn của Liên đoàn Xe đạp Thế giới. Đây là gióng đứng của xe. Kích thước khung được in ở trên đây là size 50H2. Đo theo cái thiết kế của xe thì là 52,1cm là chiều gióng ngang. Đây là họ đo theo cái phương vuông góc với mặt đất. À, song song mặt đất thì nó sẽ ra kích thước này. Đùi đĩa bên trái là đùi Shimano các bác nhé. Đùi Shimano vẫn còn nguyên tem. Tất cả các chi tiết trên xe đều không một vết xước. Nó là hàng trưng bày mà, nó chưa lăn bánh ra đường nên nó chưa có một vết xước nào. Sẽ quay thật chậm các bác cùng ngắm. Xe được thiết kế tại Mỹ. Đây là cụm phanh sau. Phanh sau cũng là cụm phanh chính hãng của check. Phanh là phanh theo xe. Phanh theo xe chứ không phải là cái phanh theo group các bác nhé. Group này thì nó chỉ có 3 món là tay phanh, tay lắc, gồm đề trước, đề sau là của 105, 507 thôi. Còn những cái chi tiết này là những cái bộ phận theo xe các bác nhé. Bộ phận theo xe chính hãng. Sẽ quay lại từ phần đầu. Xe cực kỳ mới các bạn ạ. Một chiếc xe trưng bày chưa từng lăn bánh ra đường. Cọc yên và yên xe cũng là của Bon Charger. Yên thì chắc chắn là vẫn còn rất là mới rồi. Xe chưa sử dụng thì nói chung là cái hình thức thì chắc là cũng không phải quay nhiều. Em sẽ lướt qua để cho các bác cùng xem các bộ phận ở trên xe. Đây là cái phần đề trước, gạt đề trước là Shimano 105, 507. Đĩa trước Shimano. Đĩa lớn 50, đĩa nhỏ 34. Xích Shimano. Đây các bác nhìn cái răng ở đĩa là biết là cái độ mới của nó như thế nào. Đó. Răng đĩa thì nó không phai một tí sơn nào ở cái phần răng đĩa này cả. Nên là cái xe này là chưa sử dụng, chưa lăn bánh các bác nhé. Đùi đĩa Shimano chính hãng. Tuan 2.1. Đây là phần Củ đề sau các bác nhìn. Cực kỳ mới, cực kỳ chất lượng. Rất là đẹp.
Clip cũng là clip của Shimano các bác nhé, clip Shimano. Các bác nhìn cái độ mới của clip. Clip người ta còn chưa phải cho tra dầu cơ, bởi vì là người ta có đi đâu mà người ta tra dầu, đúng không ạ? Là xe trưng bày mà. Rất đẹp. Vành lốp sau cũng là của Bontrager các bác nhé. Nó là đồng bộ trước sau. Vừa rồi thì em đã quay chiếc check 2.1 check nhôm. Chiếc xe này thì em đang bán với mức giá là 24 triệu đồng, đã bao gồm vận chuyển toàn quốc cho các bác. Một mức giá vô cùng hợp lý cho một cái con xe hàng trưng bày tại Nhật, xe chính hãng 100%. Mọi thông tin thì các bác có thể nhấc máy alo cho em qua số điện thoại 0888 391992. Em sẽ ghim cái số điện thoại này ở trên màn hình. Các bác có thể có nhu cầu thì có thể alo cho em. Địa chỉ của em là tại An Lạc, Chi Linh, Hải Dương. Các bác ở gần thì có thể qua trực tiếp để trải nghiệm chiếc xe này. Các bác ở xa thì kết bạn Zalo với em qua số điện thoại em vừa đọc đó. Thì các bác kết bạn Zalo, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết các bộ phận mà các bác yêu cầu, hoặc là em sẽ gửi video chi tiết để cho các bác xem. Video em xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn các bác.